Không không anh, để Tết em đi hội chợ xuân luôn. Dạ, bây giờ xuống đó không ai đâu. Rồi em kính chào cô chú và anh chị nha. Hôm nay Gốm Nhật xin kính chào cô chú. Những sản phẩm em lên anh chị yêu thích, anh chị cứ nhắn qua Zalo anh chị đã có Zalo em có niêm yết trên kênh chị 0935245244 nha chị. Và em cũng xin cảm ơn anh chị đã ủng hộ và đăng ký, mong anh chị đăng ký kênh anh chị cho em một like anh chị, để lúc mà em sẽ không lên anh chị trực tiếp nó sẽ thông báo cho anh chị nha. Rồi em cảm ơn anh chị đã ủng hộ kênh YouTube anh chị. Rồi hôm nay em sẽ lên sản phẩm nha anh chị. Hôm nay em sẽ lên là chung này là chung lam anh chị, hòa tiết là hoa đào nha, và đều là có truyện ký đầy đủ hết luôn. Đã gồm là 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, em có tổng là 9 chiếc anh chị nha, 9 chiếc. Truyện ký là ok luôn, rất là đẹp, chén mỏng anh chị nha, chén là mỏng. Rồi đường kính chén là 9 anh chị nha, và cao chén là 5, miệng 9 cao 5. Bộ này em có tổng là 9 chiếc, có truyện ký đầy đủ luôn. Rồi nha anh chị đấy, bộ này đẹp nha, 9 chiếc truyện ký đầy đủ lam. Rồi bộ này 220k, 220k nha anh chị đấy, 220k, 9 chiếc nha anh chị. Anh chị chốt cho em mã F1 nha, mã F1 220k 9 chiếc nha anh chị, F1 F1 nha anh chị, 220k. Hai là cái này anh chị, cái này là gọi là cái chén nha anh chị. Đó nè, đây là anh chị làm chén chấm hoặc là anh chị để tận dụng bất cứ là anh chị thích nha. Cái này là 1 2 3 4 5 6 7 8 chiếc. Cái này em có số lượng rồi, có 10 cái gì. Ủa, cái này có 8 chiếc rồi. Số lượng 10. Chả mình sắp xong ma đơn trước. Rồi bộ này em có anh chị nha, có truyền ký đầy đủ luôn. Bộ này em có là 8 chiếc nha. Đường kính miệng là 8 nha anh chị, đường kính miệng là 8. Cao là 6 nha, miệng 8 cao 6. Rồi nha chị, 1 2 3 4 5 6 7 8, 130k hết nha anh chị, 8 chiếc 130k, 130k nha anh chị, 8 chiếc nha. Chốt cho em mã S2 nha anh chị, S2 trên 30k, 8 chiếc F2. Đây là một cái chén rồng, cái bát rồng nha anh chị. Đấy, cái này là một cái bát rồng, rồng anh chị nha, vòng 3 móng, đều là có truyền ký đầy đủ luôn. Truyền ký đầy đủ nha anh chị. Đường kính 15 nha, cao 6.5, 15 cao là 6.5 nha anh chị đấy. Một cái tô, cái này là cái 15 là tô nha anh chị, không phải là chén nha. Đó, tô không phải là chén. Tô này là 200k nha anh chị, cái tô đồng này là 200k, mã F3 F3 nha anh chị, 200k mã F3. Cô nó mới cái cà phê, bưng cái bàn.
đi cho mình đã đưa lên được rồi. Rồi em lên một bộ trà nha chị, bộ này là phong cách Âu nha, phong cách Hồng Gia nha anh chị đấy. Bộ này em gồm có là bộ này em gồm có là 6 set nha anh chị, 6 set nhà và kiện ký là họa tiết vàng hết toàn bộ anh chị ơi, họa tiết là vàng. Cái này là được to hàng trưng bày nha anh chị đó, hàng trưng bày. Bộ này là gồm có là 6 set nha anh chị, và một bình 1 tấn 1 rốt nha anh chị, 6 set 1 bình 1 tấn 1 rốt. Đường kính 9, cao là 10.5 nha anh chị, ly là 9, cao là 10.5. Có triệu ký đầy đủ nha anh chị. Và dĩa này là, dĩa này là đường kính 15, có triệu ký đầy đủ nha anh chị, đường kính 15 có triệu ký đầy đủ. Rồi em có tổng là 6 set nha anh chị, 6 set 1 bình nha, và 1 tấn 1 rốt. Đấy, 6 set họa tiết anh chị nha. Viền là vàng, nói chung là cái này là mối 100% luôn. Cả cỡ có hộp nha anh chị, cái này là có hộp nha, mối 100%. Đây là một cái rốt anh chị, nhìn cái miệng của cái anh chị nha, rất là đẹp luôn. Phong cách Hoàng Gia nha chị, là đế ly chân cao nha, phong cách Hoàng Gia. Rồi bây giờ em sẽ đo cái bình nha anh chị, cái bình. Bình là vàng hết nha, vàng hết, đều là quai có triệu, quai này vàng hết luôn nha anh chị, và có triệu ký đầy đủ nha. Miệng bình là 9, cao bình là 21, miệng 9 cao 21. Ngang bình anh chị, ngang bình là 24 nha, và cao bình là 28. Bình này dung tích là 1 lít nước nha anh chị, dung tích bình là 1 lít nước. 1 lít có thể là 1 lít có 1 lít 2 nước nha anh chị, cao. Đó, rất là cao, dáng chuẩn luôn. Thôi anh chị nhìn cái này chị. Đấy, rất là mê luôn. Vàng hết nha, cái này là có hộp anh chị nha. Có hộp luôn. Bộ này là 3.600.000. 3.600.000 nha anh chị đó. 3.600.000 một cái bộ phong cách Hoàng Gia nha anh chị đó. Là tổng là 13 món. 3.600.000 13 món. Chốt giùm em. S4 nha anh chị, mã S4. Tổng là 15 món nha anh chị, tổng 15 món, 6 set là 12 món, với là một cái bình. Một cái bình 1 tấn một rốt nha chị, tổng 15 món nha. S4 3.600.000. Rồi một cái hũ trà nha chị, cái này là một hũ trà nha. Hũ này rất là khít luôn. Hũ này mình anh chị đựng trà nha, chị đựng hoặc là đựng đường, chứ mà chủ yếu đựng trà là ngon nhất, vì anh chị nó không có bay hơi ra nha, bay bốc, nó bay không có bay mù, gọi là nó kín nha anh chị, gọi là kín, nó không có bay ra. Họ tiết là hoa nổi hết nha anh chị, họ tiết là hoa nổi. Đấy. Khít, rất là khít luôn. Miệng 10, cao là 14 nha chị, miệng 10 cao là 14 nha. Đấy, có chuyện đầy đủ luôn.
Cái này là hàng Nhật xuất Âu nha chị, có ở chuyện Nhật ở trên này là hàng Âu nha. Đó rồi, cái này là 250k. 250k nha chị, chốt giùm em mã S5. 250k nha chị, S5 nha. Rồi cái này ly anh chị, ly. Ly này là đường kính 8. Cao ly là 10, miệng 8 cao 10. Nên chị ly này là ly mèo nha, miệng 8 cao 10. Rồi cái thằng kia trong gói kia nó đi cho cái thằng hút cho người cái thằng để đi. Rồi cái này anh chị ly mèo nha anh chị, 60k một ly nha, 60k một ly. S6 nha anh chị, S6 60k một ly, S6. Đó, ly mèo, quai mèo, đuôi mèo nha anh chị đấy. Có triệu ký đầy đủ này là ly Âu nha, 60k một ly S6. Rồi cái này là ly trúc anh chị, ly trúc em có 4 chiếc nha. 4 chiếc ly trúc. Đường kính 6 cao là 19 nha anh chị. Rồi 4 chiếc 100k. 4 chiếc 100k nha anh chị, chốt cho em mã S7 100k 4 chiếc S7. Trăm ca 4 chiếc nha chị, S7 nha. Rồi em có một cái bộ trà thư pháp nha chị, một bộ trà thư pháp. Một cái bình trà dòng thư pháp vẽ nổi hết nha anh chị. Đấy, nổi hết nha. Và đều là cũng có truyền, cái bình này là có truyền nha anh chị. Đấy, bình này gọi là siêu đẹp luôn. Dòng Kotodime nha. Là những cái đó anh chị, đều có truyền ký hết nha. Và có truyền vuông nha anh chị, cái này là đó, truyền vuông. Gồm cái này là nguyên bộ mới, rất là mới, chưa qua sử dụng. Truyền ký đầy đủ luôn. Dòng ly là cốt nặng nha chị. Đó, dòng ly này là cốt nặng nha. Đấy, một bình gồm có 5 chung và một tấm rốt anh chị, một tấm rốt nha. Bên này lọc anh chị, nhìn cái lọc là biết là hàng rất là cao cấp nha chị. Đấy, nhìn lọc là rất là đẹp, lọc tổ ong. Dung tích bình là 300ml nha chị, dung tích bình là 250ml tới 300ml. Miệng bình là 6 nha anh chị, miệng bình là 6, rất là đẹp luôn. Và cái tấm đường kính là 7.5, cao tấm là 4.5. Còn ly, ly là đường kính 5.5 và cao là 5, miệng 5.5, cao 5.5. À xin lỗi, cao là ở 5.5. Rồi cái bộ này hôm nay 1.600.000. 1.600.000 cái bộ này nha anh chị. 1.600.000 chốt cho em mã S8. S8 nha anh chị, 1.600.000. S8. Rồi nha anh chị, cái này em có cái khay nha. Cái này là hình chữ nhật. Hình chữ nhật và đều là có truyền tí ẩn nha anh chị, và cái này là trong này cũng có truyền luôn. Đường kính khay là 24 và ngang khay 16.5. Khay này là 70k một chiếc nha anh chị, khay chữ nhật nha, 70k một khay. 70k chốt em mã S9 nha anh chị, 70k S9. Bộ này là một cái bộ dĩa lam anh chị nha, họa tiết hoa, đều là có truyện ký đầy đủ hết luôn. Đấy, bộ này em có là 5 chiếc nha anh chị, 5. Bộ này em có 4 chiếc
và 3 chiếc hơi sau lồng nha anh chị, gọi là 4 chiếc kẹp và 3 chiếc sau lồng. Đó. Đường kính dĩa là 17 nha anh chị, đường kính dĩa 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nha. À, cái này là 167 chiếc nha anh chị, 7 chiếc này là 160k, 7 chiếc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 160k. F10 nha anh chị, mã F10, 160k F10. Rồi em lên một cái bộ ngũ sắc nha anh chị. Đây, một bộ là bộ ngũ sắc VIP, rất là VIP luôn, họa tiết là nổi nha. Họa tiết là nổi hết. Một bình nha anh chị, cái này là một bình 5 chung. Có truyện ký đầy đủ, viền là viền vàng nha anh chị, viền vàng nha. Đường kính 8 cao là 5.5 anh chị, đường kính 8 cao là 5.5. Đó là một cái bình anh chị. Đấy, lọc tổ ong. Lọc tổ ong nha anh chị đấy. Họa tiết nổi hết luôn, toàn bộ luôn. Nắp có truyện nha anh chị, nắp có truyện, một bình gồm 8 năm chung nha. Bình này là nửa lít nước nha anh chị, ngũ sắc nổi hết toàn bộ, 1.500.000. Một triệu 500k nha anh chị, chốt F11 nha, bộ trà này 1.500.000 F11. Cái này em có 3 cái tô lam nha anh chị, 3 tô lam có truyện ký đầy đủ luôn, 3 tô lam có truyện. Tô này là đường kính 17, cao tô là 5. 17 cao tô là 5 nha anh chị. Rồi, 3 tô. Cái này là tô nha anh chị, không phải là dĩa nha, 120k 3 chiếc. 120k 3 chiếc nha anh chị, chốt cho em mã F12. F12 130k F12. Rồi em lên một cái bình anh chị, bình này là bình Satsuma nha. Satsuma này là vẽ cây trúc anh chị nha, vẽ trúc. Cái bình này đã ngấm men nha anh chị, nói chung là bình này đã ngấm men. Ngấm men nha. Và đều là rạng, nó là rạng nha anh chị, nói rạng. Anh chị nhìn thấy rạng dưới này nha anh chị, rạng. Lọc là lọc tổ ong nha anh chị. Đấy, nói chung bình này quá xưa luôn nha anh chị, nói chung là nó quá xưa luôn. Đấy, bình này là bình. Rồi, dung tích là bình này nó nhỏ nha anh chị. Miệng bình là 4, cao bình là 5 nha, miệng 4 cao 5. Rồi bình này anh chị, bình này em bán 500k nha, 500k cái bình. Mã F13. Đây là sát nha anh chị, ra được đầu tiên nhất những cái dòng sát nha anh chị đấy. F13 500k. F13 500k cái bình nha anh chị. Cái này là họa tiết vẽ cây trúc. Bán 54 giờ xuống nữa. Không. Không hả?
Rồi cái này anh chị, cái này là tam thái nha, đường kính 27 và ngang là 20. Đường kính 27 ngang là 20 nha anh chị. Đấy, toàn bộ là vẽ hết nha anh chị. Đó, vẽ hết luôn. Đều là có thiện ký đầy đủ anh chị nha. Rồi 100k cái tam thái vẽ tay này nha anh chị. 100k. S14 nha anh chị, S14 100k tam thái này, S14. Dòng này là dòng xưa nha anh chị, dòng xưa nha. Này là chén cơm anh chị nha, chén cơm có truyện ký đầy đủ luôn. Bộ này là họa tiết hoa đào nha anh chị, hoa đào và những cái gì. Miệng là 12 nha anh chị, miệng 12, cao là 6 nha, miệng 12 cao là 6. 54k một chiếc nha anh chị. Cái chén này 54k một chiếc, chốt giùm em mã. S15 nha anh chị. Đấy, 54k một chiếc, S15. S15 54k một chiếc. Bà chồng luôn cô á. Bả vô trong tô nó. Cứ bán vô trong tô, lọt trong tô á. Cái này là hàng Giang Tây nha anh chị nha. Có truyện ký đầy đủ luôn. Có truyện ký đầy đủ nha anh chị. Đường kính 12 và cao là 10 nha. Xin lỗi, đường kính 12 cao là 9. Cái này là thố nha anh chị, cái này là thố nha. Thố để có nắp anh chị đựng trà hoặc là anh chị đựng cái gì cũng dễ. Rồi có truyện ký đầy đủ luôn. Cái này em bán anh chị là 110k nha, 110k. S16 nha anh chị, S16. Đường kính là 12 nha anh chị, cao là 9.5 nha, S16. Rồi em lên cái này pha lê nha anh chị. Đấy, pha lê nha. Pha lê này là em có 5 chiếc anh chị. Đấy, 5 chiếc pha lê. Đường kính miệng là 8 nha anh chị, cao là 5.5. Miệng 8, cao 5.5. Cái này em có 5 chiếc pha lê rất là đẹp luôn. Bộ pha lê này là 250k nha anh chị. Bộ này là 250k. F17 nha anh chị, F17 250, F17. Quá đẹp luôn nha anh chị. F17 250k bộ pha lê này. Rồi, cái này là khay anh chị. Cái này em có 4 khay nha. 4 chiếc khay. Khay này anh chị, khay này là có truyện nha anh chị. Đây là truyện ẩn nha. Đó, cái này là truyện chìm. Đó, họa tiết lọ. Hoa đào nha anh chị. Và cái này là xanh coban. Anh chị để những cái để trái cây anh chị. Nó có cái đế chân ở dưới nha. Anh chị để trái cây hoặc là anh chị để những cái, anh chị để kê những cái, một cái lục bình anh chị bỏ lên nè, vì nó có cái đế, nó có cái đốt khoe. Đây là xanh của ba, đường kính 17 anh chị, để thích hợp những cái cao là 3. Đó. Một chiếc anh chị, một chiếc này là 60k một chiếc nha anh chị. Đó, 60k một chiếc. Cái này em có số lượng 4 chiếc. 60k một chiếc anh chị, số lượng 4 chiếc nha.
Chốt giùm em mã S18 nha anh chị, S18. Rồi em xin phép chào cô chú và anh chị.